Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại sân vận động Santiago Bernabeu. Tôi là Quang Tùng và cạnh tôi là bình luận viên Quang Huy. Real Madrid sẽ là đội giao bóng và trận đấu được bắt đầu. Luka Modric. Cần phải phá bóng ngay. Isco. Đó là cú đánh đầu thẳng bóng vành, tuy nhiên nó hơi nhẹ và thủ môn đá không gặp chút hoa nào trong tình huống gần thế này. Quả thực là anh ta đã làm rất tốt trong tình huống này. Real Madrid đang giành lại quyền kiểm soát bóng. Sergio Ramos. Cavahan. Toni Kroos. Bruno. Ruben Peña Jimenez. Fabian Orellana. Anh ấy có thể sút. Bóng văng ra, cơ hội vẫn còn. Đường chuyền quá thông minh. Một quả ném biên. Diop. Ném biên cho Real Madrid. Cavahan. Chuyền đi. Toni Kroos. Họ chuyền bóng như thể không cần nhìn vậy. Sút vào. Sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng ạ. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Và nó là một bàn thắng đáng để chúng ta phân tích lại. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Ruben Peña Jimenez, Luka Modric. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Cơ hội nguy hiểm của Real. Đó nên là một cơ hội. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Tuz. Điểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Đó là pha chạm bóng tốt. Pha xỏ bóng ra ngoài và mang lại quả phạt góc. Một cơ hội để đánh đầu. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lệch cột dọc. Rất khó khăn. Kike. Tình huống ngay. Cavahan. Isco. Bruno.
Sút. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không bàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi, quá đáng tiếc. Chỉ có một bàn được ghi trong hiệp một này. Đám đông tụ tập ở đây tại sân đồng Santiago Bernabeu. Abila. Marcelo. Ronaldo. Toni Kroos. Isco. Đây là một pha bóng tốt. Wow! Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Cầu thủ này là một hậu vệ thường xuyên ghi bàn, anh ấy đã thực hiện được. Vâng, đây là hậu vệ người luôn muốn làm điều gì đó bất ngờ và anh ta đã làm nó thật tuyệt. Từ một góc độ khác ở đây, tỷ số được đưa lên 2-0. Abila. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng từ chân đối thủ. Ronaldo. Tiến lên đi. Và đây là cú sút tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Toni Kroos. Vâng, cảm hứng cá nhân anh Quang Tùng. Vâng, bạn không nghĩ rằng anh ta có nhiều không gian để xử lý hay thời gian với quá nhiều hậu vệ xung quanh mình, nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta ghi bàn. Nới rộng tỷ số lên thành 3-0, họ đang dẫn trước. Toni Kroos. Luka Modric. Isco. Có cơ hội ngay bây giờ. Wow! Bàn thắng được ghi cho Real Madrid. Cho anh ấy sự tự tin tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. Vâng, chúng ta hãy xem lại bàn thắng này. Nếu bàn không đến được nữa thì tỷ số là 4-0. Cầu thủ của Real Madrid vừa có một pha phạm lỗi. Tôi không hề ngạc nhiên với quyết định này. Nó xứng đáng với bản trình diễn đáng thất vọng của anh ấy trong trận đấu này. Có lẽ anh ta chưa chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực cho trận đấu này. Thật dễ dàng như thủ môn. Kike việt vị rồi, rất đáng tiếc. Nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa ngôi đối phương.
chuyền bóng lại. Ném biên cho Real Madrid. Vâng, huấn luyện viên quyết định sẽ rút anh chàng tiền đạo này ra khỏi sân vì màn trình diễn quá yếu kém của anh ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, hàng công của đội cần một nhân tố mới thi đấu tốt hơn. Ném biên cho Real Madrid. Marcelo. Luka Modric. Anh ấy có thể sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Tất cả đã sẵn sàng cho pha hỗn chiến ngay trong vòng cấm địa. Vâng, phá bóng là một cách giảm bớt áp lực rất tốt. Isco. Isco căng ngang. Thành thật với bạn là chúng ta đã phải kiên nhẫn để ngồi đến hết trận. Một trận đấu khá dài và chúng ta lúc này vẫn dành sự tin tưởng cho đội chiến thắng. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. 4-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.